Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh cái dòng nước cơ bài mới Benda Asura 400 2020 đi cùng ở mức giá bán hấp dẫn. Thương hiệu xe đứng từ Trung Quốc vừa mới ra mắt một cái mẫu xe mới Benda Asura 400 2020 với những màu sắc hoàn toàn mới cùng rất nhiều tính năng trang bị hiện đại. Hơn hết là Asura 400 2020 vẫn có mức giá bán rất là dễ chịu trong cùng một khúc. Benda là một cái nhãn sức xe máy Trung Quốc được thành lập vào năm 1994. Hiện có cái cơ sở sản xuất riêng tại tỉnh Chiết Giang. Kể từ những ngày đầu thành lập cho đến hôm nay thì Benda được xem là một thương hiệu rất được ưa chuộng ở thị trường Trung Quốc nhờ vào những dòng sản phẩm có thiết kế bắt mắt cũng như khả năng vận hành ổn định. Cái mẫu xe mới Benda Asura 400 2020 số chứng minh kết có động cơ là SOC 4 vành 2 xanh đặt thẳng hàng với một cái dung tích là 399cc làm mát bằng chất lỏng cho ra một cái công suất đa ở mức là 41 mã lực. Chi tiết đáng giá nhất của cái chiếc Benda Asura 400 2020 là hệ thống cấp đơn phía sau với cái vành đúc là cực kỳ đẹp và hố. Trong khi đó hệ thống kèo trước vẫn là cái cặp phục ớt đầu có thể điều chỉnh hoàn toàn. Hệ thống phanh đĩa trước và sau tích hợp cái phanh ABS, cái công nghệ đèn LED xung quanh của xe, màn hình hiển thị loại LCD của vân. Phong cách thiết kế của Benda Asura 400 2020 nhấn mạnh một cái đẹp thể thao với những đường nét rất là sắc sảo hiện đại. Đầu xe hầm hố với tạo hình là hai khe mắt đẹp mắt cùng với bóng đèn LED gia tăng khả năng chiếu sáng. Bộ phận ghi đông rộng và thấp đem lại cái cảm giác đầm chắc hơn, thể thao hơn cho xe khi lái. Thân xe thì rất ấn tượng với những đường nét góc cạnh mang đến cái nhìn to lớn hào mẫu hơn nhờ vào thiết kế bình xăng cơ bắp. Yên xe phân tầng rõ rệt, được vuốt cao và phía sau tạo cái độ thể thao hơn. Và tại thị trường Trung Quốc thì Benda Asura 400 2020 có mức giá bán chính thức rơi vào khoảng 27.800 nhân đại tệ, tương ứng khoảng là 92 triệu Việt Nam đồng. Với hai lựa chọn cái màu sơn mới đó là đỏ, trắng và đen xám. Giá bán của cái chiếc Asura 400 2020 khi đặt chân tới Việt Nam có thể dao động trong khoảng từ 100 đến 120 triệu đồng. Chưa thật sự là ấn tượng khi đây là mẫu xe tới từ thị trường Trung Quốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để tiếp nhớ like, share, subscribe.